quạt hư hoài, máy lạnh hư hoài luôn, rồi tivi hư hoài luôn, cứ 2-3 năm hư nữa. Năm nay hư, cơ sở vật chất tiếp, cái đó đầu đưa mấy phụ huynh học sinh mà cò mòi á, thường thường là mấy thằng khứa mà giống như kiểu mà hội trưởng hội phụ huynh học sinh đồ này nọ của quận.